Phần tiếp theo trong bộ phim tài liệu của Kobayashi là về một chương trình truyền hình được công chiếu vào năm 2003. Một nhà ngoại cảm là khách mời của tập này, ông ấy sẽ kiểm tra khả năng ngoại cảm của 10 đứa trẻ bằng cách để chúng vẽ những ký hiệu ở trên mảnh giấy được đựng trong một cái ống. Và cô bé Kana đã vẽ chính xác ở 4 ký hiệu đầu tiên, chính xác ở những chi tiết nhỏ nhất. Chỉ đến ký hiệu thứ 5 thì Kana lại vẽ ra một bức hình hơi quái dị. Thử thách tiếp theo là tạo ra nước trong chiếc bình đã được đậy kín. Chỉ mỗi cô bé ấy làm được, đã thế còn có một sợi tóc bên trong. Khi mang đi phân tích, nước trong chiếc bình được xác định là từ một con sông hoặc hồ. Về sợi tóc thì nó có thể là của trẻ sơ sinh.